Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 7, đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2024 do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình. Thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức phát động được 6 phong trào thi đua với phương châm xuyên suốt là quán triệt sâu sắc, nắm chắc tình hình, chương trình cụ thể triệt để chấp hành, 24 đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, qua đó góp phần xây dựng quân đội chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh xin hứa với Bác tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Năm 2024, thành phố Hòa Bình được phân bổ hơn 900 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai đầu tư 213 dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Tính đến hết tháng 5 năm 2024, giá trị giải ngân đạt hơn 168 tỷ đồng, bằng 18,6% so với kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân tiến độ giải ngân thấp chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, do dự toán thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 gặp khó khăn, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất, từ đầu năm đến nay ước đạt 10 tỷ đồng, bằng 3,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, nên chưa bố trí kịp thời vốn cho các dự án. Một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang trong quá trình hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao, thành phố Hòa Bình tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao quản lý dự án đầu tư, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 1 năm 2025, ước đạt 100% kế hoạch vốn của năm 2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Kim Bôi đã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa, phân cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra, huyện Kim Bôi đã thành lập được 158 tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt các dịch vụ số. 17 trên 17 xã thị trấn tiến hành hợp nhất ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ chuyển đổi số cộng đồng. Thời gian tới, huyện Kim Bôi tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật thống kê thủ tục hành chính mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Lạc Sơn hiện có gần 33.700 trẻ về sinh hoạt hè tại 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo số liệu thống kê của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn, toàn huyện hiện có 20 trên 22 điểm sân chơi dành cho trẻ em đã xuống cấp. Các điểm sân chơi này được đầu tư xây dựng tại các nhà văn hóa xóm xã nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng vui chơi của các tầng lớp nhân dân, trong đó có trẻ em. Tuy nhiên, hiện trạng của nhiều sân chơi này là thiếu thiết bị vui chơi, giải trí dành cho trẻ hoặc xuống cấp nghiêm trọng, không có kinh phí sửa chữa nâng cấp. Điều này đã ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động hè cho trẻ em. Vì vậy, trong thời gian tới, rất cần sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đầu tư xây dựng, nâng cấp các điểm vui chơi cộng đồng, góp phần quản lý, kiểm soát trẻ vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Thủy đặt mục tiêu phấn đấu 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 400 vườn mẫu, hỗ trợ chuẩn hóa 8 sản phẩm ô cốp. Thị trấn Hàng Chạm đạt chuẩn đô thị văn minh, phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Thủy đạt huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Yên Thủy đang rà soát, xây dựng chương trình kế hoạch lộ trình cụ thể, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả phong trào thi đua. Huyện Yên Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lồng ghép phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, phát động đợt cao điểm phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê, hướng tới cải thiện bền vững đời sống cư dân nông thôn và đưa huyện về đích nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện vùng cao Đà Bắc hiện có rất nhiều hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở và đã có những vụ việc sạt lở gây thiệt hại lớn về nhà ở, công trình phúc lợi công cộng, hoa màu. Trong đó tháng 10 năm 2021, đất sạt vào nhà dân làm một người chết, ba người bị thương ở xã Tân Minh. Tuy nhiên, để phòng tránh cũng như giải quyết dứt điểm tình trạng này đang là bài toán khó với người dân và cả chính quyền địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc hiện có nhiều hộ nằm ở vùng có nguy cơ sạt lở. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu mặt bằng xây dựng và một phần do tập quán sinh sống của người dân, nhất là thói quen làm nhà ở các triền núi. Hiện nay đã bước vào cao điểm mùa mưa bão, chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền người dân di chuyển đến vùng thấp hơn, địa hình bằng phẳng an toàn hơn. Tuy nhiên, thiếu mặt bằng, thiếu nguồn kinh phí đang là khó khăn lớn nhất. Mong muốn của người dân và chính quyền địa phương thì bởi vì cái phong tục tập quán của người dân trên này là địa bàn là thứ nhất về địa hình là đồi núi nên các về kinh phí mà để hỗ trợ cho người dân là di chuyển các điểm nguy cơ sạt lở thì hầu như là chưa đáp ứng được cái yêu cầu của người dân, bởi vì là di chuyển thì cả cái tài sản và chỗ ở thì mình phải bố trí thì thuận tiện cho người dân cả về canh tác và sinh sống. Đà Bắc là huyện vùng cao nhiều đồi núi, dốc cao. Mưa bão thường xảy ra sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét. Theo thống kê, toàn huyện có 83 trên 122 thôn bản có các điểm nguy cơ cao về thiên tai, với 170 điểm nguy cơ sạt lở đất đá lũ quét thuộc 17 trên 17 xã thị trấn. Đối với các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá, huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân như thường xuyên rà soát điểm có nguy cơ sạt lở, cảnh báo tới người dân, kịp thời sơ tán người dân khi có mưa lớn thiên tai, xây kè chống sạt lở. Từ đầu năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đà Bắc trên 4,1 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Đến mùa mưa lũ thì huyện rất là quan tâm chỉ đạo các đơn vị địa phương, các xã ở trên vùng cao để ứng phó với thiên tai khi mưa lũ xảy ra. Đối với huyện thì kinh phí cũng còn rất là hạn hẹp. Đề nghị với cấp trên là xem có những cái nguồn kinh phí về cái phòng chống thiên tai để hỗ trợ huyện để làm sao đấy thì xây dựng thêm một số cái khu tái định cư cho huyện để ổn định cái đời sống của nhân dân. Đặc biệt là những cái tuyến đường giao thông liên xã để mà chúng tôi là tiến hành cứng hóa làm sao để ổn định cái đời sống nhân dân trong cái thời gian tới. Dự báo thời gian tới, tình hình thiên tai sẽ có diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khả năng có các đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất. Cùng với công tác cảnh báo hỗ trợ người dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, di rời đến nơi an toàn, huyện Đà Bắc cần chủ động, quyết liệt, có giải pháp dài hơi để xử lý dứt điểm các khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, người dân trong vùng nguy cơ cũng cần đề cao cảnh giác, chủ động phòng chống sạt lở, di chuyển sớm để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, một trong những dấu ấn đậm nét của huyện Mai Châu là đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm toàn diện, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là người dân ở các địa bàn vùng khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Pa Co được biết đến là xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở huyện Mai Châu. Gần 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông với những nét văn hóa phong tục riêng biệt. Với lợi thế khí hậu mát mẻ, ngoài cây trồng chính là ngô, Pa Co tập trung sản xuất các loại rau như cà chua, su su, đậu cô ve. Bà con được hỗ trợ giống, xây dựng chuồng trại, áp dụng khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Xã tiếp tục duy trì cây chè san tuyết trên 120 hectare. Đặc biệt là mô hình du lịch homestay có lượng khách khá ổn định, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tới thì em cũng muốn, sang năm tới thì em cũng muốn, nếu mà thầu được đất thì em cũng muốn mở rộng thêm khoảng độ, bây giờ đang 2 hát, em muốn mở rộng thêm khoảng 2 hát nữa. Vừa là tạo công ăn cho bà con ở đây đến làm. Huyện Mai Châu hiện có trên 88% đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Toàn huyện có 10 xã vùng 3, 7 xóm ở các xã vùng 2 thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm, huyện đã giải ngân vốn chính sách tín dụng trên 80 tỷ đồng đối với 9 chương trình tín dụng cho trên 1.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, trong đó có hơn 300 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn vay với tổng số tiền 17,7 tỷ đồng. Xã cũng tập trung vào khuyến khích các cây mà có điều kiện kinh tế nó cao hơn. Ví dụ như chuyển trước thì trồng cây ngô, nhưng mà bây giờ thì chuyển sang trồng các cây cây như là đậu, đỗ, hay cà chua, hay dưa chuột thì thu nhập cao hơn. Thì cũng đang hướng là chỉ đạo tất cả bà con là xem cây cây nào mà có cái điều kiện kinh tế mà cao, thu nhập là khá ổn định hơn các cây cây như cây ngô. Năm 2023, thu nhập bình quân của huyện đạt 51,3 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3 đến 4% một năm, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm. Rất mong là có sự quan tâm của các cấp trên để tạo nguồn vốn này, với là tạo mở nhiều lớp học, lớp tập huấn để cho lực lượng trẻ trong địa phương để tạo được cái công việc làm tại địa phương. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng cơ bản vững chắc để Đảng bộ chính quyền huyện Mai Châu tiếp tục phát huy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại một số địa phương trong tỉnh. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.